Mr. Đàm gây ngỡ ngàng về khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Tối qua, ngày 26 tháng 11, tên Đàm Vĩnh Hưng được xướng lên tại lễ trao giải thưởng danh giá dành cho các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á ở Seoul, nhưng anh không thể có mặt vì lịch diễn bận rộn ở Mỹ. Anh cũng vô cùng tiếc nuối vì mình không thể sắp xếp để tham dự được cùng nghệ sĩ các nước. Mr. Đàm đã đề cử người phụ trách truyền thông của mình là MC Anh Khoa đại diện nhận thay giải thưởng. Sau đêm diễn phục vụ cộng đồng người Việt cho tour diễn nhân dịp mùa lễ tạ ơn tại Mỹ thành công, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi ngay một đoạn video do chính anh tự quay để bày tỏ niềm vui vì mình vừa được vinh danh tại buổi lễ trao giải thưởng Korea, Control và Entertainment Awards lần thứ 23 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh nói, Hưng đang cảm thấy rất là tiếc nuối vì tour diễn đã ký kết trước đó 6 tháng, đã cố đặt vé máy bay, nhiều kiểu khác nhau nhưng cái nào cũng bị rơi vào tình trạng được bên này mất bên kia. Vì cả hai đều diễn ra ngày 26 tháng 11, chỉ khác nhau về giờ giấc xíu thôi nhưng cũng không thể nào xoay chuyển được. Hưng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức và những người đã bỏ phiếu bình chọn Hưng, đặc biệt là cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Cảm ơn các anh chị em phóng viên, truyền thông đã đưa tin. Cảm ơn những lời chúc động viên của mọi người. Đoạn video của Đàm Vĩnh Hưng được phát trong buổi lễ trao giải. Trong đoạn video phát trong buổi lễ trao giải, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự tiếc nuối. Giá mà mọi người có thể thấy và cảm nhận được sự tiếc nuối của mình trong lúc này, vì tôi có một lịch trình biểu diễn của mình tại Mỹ đã nhận hơn 6 tháng và không thể hủy được. Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ sự vui mừng vì những đóng góp và cống hiến về nghệ thuật của mình trong 20 năm được đánh giá, ghi nhận và luôn được khán giả người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới yêu quý. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, tôi rất vinh dự nhận được giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc châu Á cho giải thưởng danh giá này, một giải thưởng hơn 22 năm qua. Cho tôi gửi lời chúc đến tất cả mọi người, đến ban tổ chức và đặc biệt cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, luôn khỏe mạnh và có một đêm trao giải thành công.